Hello nha. Chào mọi người nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là Tiểu Tử Đường Phố đây. Rất vui gặp mọi người. Chúng mình sẽ thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em hãy đừng tiếc một like, một share nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quên, anh em hãy nha, đừng tiếc một like và một share cho mình nha. Và đặc biệt anh em thấy yêu thích mình hơn nhớ đăng ký kênh và để chuông thông báo những tất cả video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video hôm nay thì chúc em một buổi sáng vui vẻ nha. Xem video mình tránh vui vẻ thoải mái nhất của mọi người rất là nhiều. Đây, này chúng ta sẽ bắt đầu đi điểm qua và đúng như thời tiết là mọi người. Đầu tiên sẽ đi quét võ đài chứ nha. Hôm nay làm nó hơi ngược chiều tí. Ok. Thời tiết hôm nay là xem nó có gì nào anh em. Hôm nay trời đẹp. Có mưa lớn lúc 12h54 đến 14h54 nhưng anh em nhé, báo đang đổ bộ mưa lớn không phải thôi, chẳng có gì sai cả. Đấy, mưa báo bùng lại đến, chán chết người anh em. Nó lại mưa, nó lại báo rồi. Đấy, cứ nâu nâu mưa mưa báo báo, mệt. Ok. Tiếp theo quét phiêu lưu ký. Nhận hàng Ultra. Từ từ xem nào, cái hàng Ultra mình nhận mấy tích vé hơi bị nhiều rồi, chưa có thời gian đi càn quét. Đang bảo càn quét mà chưa kịp càn quét anh em. Đó, mình hẻm núi này. Tí càn quét luôn mọi người. Cái vần hôm nay thì dương niềm vui là 2k nhận được cháu May Parariken. Con bé này khá là mình thích, nhưng mà giờ này không có tiền nạp anh em. Đấy, đợi sự kiện ăn cá vàng, nếu có 2k kim cương giờ đợi cá vàng còn hơn. Thế thật sự mình rất thích cháu này. Even quà vẫn đang bán sự kiện đây anh em. Đó, vẫn đang bán đồ nâng cấp vòng tay Z, rồi tôm. Một số anh em kêu mình tiêu kim cương hơi hoang phí nên mình nghĩ là mình sẽ không mua kim cương, không mua nữa anh em nha. Không tiêu nữa, mình sẽ tích. Ồ, quý tính giờ rồi ta. Mình mất 3k kim cương à. Ok, hôm nay nhận dương thần thú này anh em này. Ô chết, mình mất 3k kim cương anh em. Cái quý tính giờ rồi ta. Ô mất 3k kim cương thì mới có được đền bù không trời. Nhưng niềm vui này là vào 1k nhận được một cái skin khi bản thân bị giảm lực. Sáng mùa này bút đó anh em. X mà này cháu Ad Slaten, con này hồi máu HP thôi rồi anh em, phê lắm. Và hôm nay rút X10 thì nó hoàn trả lại được 8x754 à. Hồi lại 5k4 kim cương anh em, cũng với 8432 5k4 5k7 anh em, lại 5k7 kim cương. Và anh em rút nó 8 lần này thì anh em rút hết nó vào tầm hơn 19k à, thì nhưng rút mất 14k thôi. Tiêu phí đang có hot hôm nay thì có xu sáng. Xu sáng thì chắc mình vẫn sẽ tiêu như 2k những ít xu sáng vậy anh em. Ok. Thế là chúng ta đã bị mất 3k kim cương nhá. Sẽ có thể xảy ra chuyện này nhỉ. Lạ ta. Anh em thấy nhá, quý tính giờ nó bị mất rồi. Cái quý tính giờ mình mua đó. Mình mới nhận được có 2 3 ngày, còn 1 ngày nữa mình chưa nhận. Hôm nay nhận nốt 3k nữa là vào 16k. Mà sao còn ta. Chết dở rồi. Ok, thôi chúng ta sẽ đi gom thể lực về nha. Nô nắm đâu không thu hồi bét về. Vậy thu hồi bét về anh em. Rồi, cho bỏ thế giới lên nè. Lắm rồi cũng không vô đây, vô học hành tí anh em. Rồi, full được một cái rồi. Rồi, cũng ổn rồi anh em, full được một cái ổn rồi. Ok, bao nhầm, mình vào bạn bè đấy thế lực nhá. Huấn luyện Tháp BK. Người PK lên luôn anh em, để đấy quà cho anh em ăn. Hôm qua thấy nhiều anh em vô hàng kênh comment kêu anh đứng đánh lên. Thôi mình khỏi đánh luôn, nhờ anh em nhận quà. Quét nào. 1 2
Và ok, quét tiếp nào, một phát lửa. Rồi ok, vào huấn luyện quét luôn anh em. Tối nhận đấy quét sau. Quét 10 huấn luyện luôn. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi thử rừng tươi tốt nhá. Đấy, mình vừa mới lên được chiến mới, mình sẽ đi thử rừng tươi tốt xem sao. Giờ đi thử xem rừng tươi tốt xem nào, hôm nay mình sẽ tẩm team này đi rừng tươi tốt xem là bây giờ với lực chiến mới này thì sẽ đi được đến tầng bao nhiêu nha anh em nha. Xem nào. Rừng tươi tốt. Đấy, vẫn đang đứng ở tầng 14 nha mọi người nha. Là trận nhanh. Át kỷ à, mình chả muốn cầm át kỷ, cầm rocket buffet đi nó còn ngon hơn anh em. Thôi nào, cầm át kỷ theo nha. Nguyên team. Ok, nguyên team như này vượt rừng tươi tốt thế nào. Rồi, tầng đầu tiên mà đánh hắn còn nhây nhụa thế này nè, vẫn còn dài dài rồi anh em. Không chắc chỉ đến một tầng là đấy thôi. Ok, tầng số 2. Pha 14 nào. Chù cha, kiểu này thấy khó nhai rồi anh em. Chù đùa à, mới đến tầng này mà đã mất boss thế giới rồi. Chuyện đùa như thật anh em, mới đến pha 7 đã mất boss thế giới rồi. Thôi ồ, mới đến đây mà đã mất boss thế giới rồi, có đùa không trời. Thôi bụi nào. Chú cha, như đùa anh em. Chuyện đùa như thật ấy. Rồi hạ vịt bầu. Nu à là hạ luôn. Pha 9. Chú cha mới đến mấy pha đầu này thôi mà đã mất khá nhiều boss, nhiều bét rồi anh em. Rồi pha 12. Một hit. Thổi bụi nhẹ nhàng. Tưởng lại đi mất Aesert nữa thôi chứ. Mới đến tầng này mà nó mất Aesert nữa thôi, không còn từ gì miêu tả anh em. Rồi công ty lại chuẩn men. Ok, tầng tiếp theo nào. Rồi mình pha 13 đây anh em. Ồ, lại mất ác khí rồi. Chu cha, không đùa đấy anh em. Chu, đéo xích đánh. Hách như hách nượt ý, đánh hách như hách nượt anh em. Ngắt ghê. Rồi, đến pha số 14 à. Lại chắc dừng lại đây thôi anh em. Đấy, chắc ta lại phải dừng tại đây rồi. Biết mà. Ồ, vẫn nên đến tầng 14 rồi anh em. Qua được. Giờ thì cắn quét hang một cha một tí nha mọi người. Tìm đội như vậy vẫn còn chịu lắm. Cần phải fake lại tìm ngay. Xem nào. Nhiệm vụ mới, không có gì để đi. Ok. 15 vé.
Level 2 anh em. Cái level 2 này chống 2 tầng chứ mấy. Cầm theo quả berry. Ok ra trận. À, thôi xong nữa tay rồi. Lạnh, mưa lạnh cảm luôn anh em. Ra trận nào. Nhẹ nhàng phát. Ấy sớt tầm này chẳng đi phun rồi cũng phải no. Nhẹ nhàng phát anh em. Ok, ngon lành lượt đầu phun luôn. Đấy, qua ngon lành lượt đầu. Đấy, tầm này được chiến đang đi ngon rồi. Chú khắc hệ nữa, ấy chết nó khắc hệ nó đánh không nhanh anh em. Ok, ắt khỉ ra nữa nào, ra trận luôn. Mấy bữa đánh nó không full mình cũng lười đi, nếu nó full được thì cũng chăm đi lắm. Thì bảo cứ auto nó win. Đây, auto nó không win được nên là mấy bữa đi cũng lười, thành ra cũng lười. Lười không đi anh em. Cái kiểu nó như vậy. Một hit. Tầng nửa số 2. Ok, ấy chơi à, bọn boss giờ bắn độc vô hiệu hóa mình ngốc rồi. Một đấm win luôn. Kata kata này. Kata kata này. Boss thế giới lên cắn nào. Ulti luôn. Ulti luôn. Rồi, tầng số 2. Úi trời. Tầm này mấy em nó đều được lượt đi đánh này rồi thì cũng khỏi phải lo anh em, khỏi phải lo nghĩ gì luôn. Chỉ sợ chưa được đánh thôi chứ đâu có được đánh hết rồi cũng chẳng sợ. Nằm xuống em số 2. Nằm xuống em số 3. Rồi tầm này địa vật ái này thì thấy ngon rồi anh em. Auto ngon rồi. Xem nào con nào. Em này chưa đây. Ulti nào. Ulti nào. Một hit. Một sau. Khắn nào. Trời sẽ nên đập cho nhanh anh em. Một tầng nữa. Mất máu. Win chưa? Vẫn chưa win ạ. Win. Ok. Giờ vượt ải nó đỡ cực rồi anh em. Nhìn thấy cái này vượt đỡ cực rồi. Hẻm núi tầng 2. Ok. Giờ thì quét. Quét thôi. Giờ thì tranh thủ quét thôi anh em. Không phải nọ nghĩ gì nữa, quét thôi. Toàn là đồ khu vực 2 nhỉ. Đồ khu vực 1 xong có mấy ta. Ở đây được cái tăng ấy này. Tăng cho tỷ lệ bạo kích. Cái này có khu A đấy anh em. Như cái này khu C, khu E này. Anh em nhìn nó có đề ở khu á. Nhiều qua mấy bữa cũng nhiều anh em hỏi mình về vấn đề này. Mình cũng không dành lắm về cái vấn đề này ra lắm. Nhưng mà nói chung thì mình cũng hơi am hiểu đôi chút thôi, chứ không dành lắm. Nên là cứ nhấp nhầm anh em. Khu sức mạnh. Rồi ok, nâng cấp nào. Mở ô số 2 luôn anh em. Hôm nay mở ô số 2 luôn rồi. Đó, nên level 51 là mở được cái ô số 2 này. Đấy chứ, bữa mình lấy rồi mà. Đây, tăng 800% speed. Rồi, bây giờ deal lên một cái là bút được, vừa bút được credit nha, HP, đam với credit anh em lại vừa bút được 800 speed nha. Đấy, xong bây giờ anh em deal thêm cái này nữa này. Này, bây giờ ta xóa tất cả hiệu quả bất lợi và cộng dồn hồn hộ thuẫn dựa trên 16 HP lớn nhất. Ok, mình sẽ đổi cái này đi.
Cái này tạm thời giờ dùng còn ngon hơn anh em, xóa bút bất lợi, cái này rất là ngon. Sẽ bắt đầu mà có này thì êm hơn. Ok, bữa mình quên không đổi cái đấy, đi đổi kia, dại quá. Còn đó cái này bữa trước mình thường hay mua ở sự kiện cũng là quý tính giờ đấy anh em. Thế mà mình mua kim cương đó, nó hay có bán 20 20 đó thì mình còn 3 4 ngày nhận về là mở được mấy cái này. Cái này không có, không biết là chắc tập tới đánh ở trên mới nhận được thôi. Ok, chúng ta kiểm tra mảnh nào, sáng ra quên cho kiểm tra anh em. Nham ha, theo cuối cùng tính cách đã trở lại anh em. Ok, trở lại sẽ có video triệu hồi cho nó về nha, triệu hồi và test thử luôn. Ok, video sáng nay thì cho mình kết thúc đây thôi. Có thể hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye, chúc anh em xem buổi sáng, xem video vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.